giờ mình quay cái bãi diều bên quận 12 nha, đây bãi diều mới nha. Rồi đây bãi diều mới đây, mới khai thác được một bãi diều mới. Con diều này là con diều bọ cạc là phải, không biết phải bọ cạc không hay là diều gì, nếu anh em chơi diều biết thì cho mình biết nhé. Đây, đây bãi diều mới, kia có một con khủng long mới hơi xa xa tí tí xíu, mình qua mình review cho các bạn xem nha. Mình đứng đây mình quay tổng thể cho các bạn xem trước đã nha. Đây bãi diều này cũng bên quận 12 nha. Bãi diều này nó hơi gai thì chiều chủ nhật thì mọi người với nay mình review tiếp bãi diều quận 12 nha các bạn. Có con diều rết này, bắt đầu nó lên này nha. Thì con quẩn chỉ có mấy con diều như vậy thôi nha các bạn nhé. Đây diều tuộc này, bạn thấy diều tuộc chưa? Nay trên bầu trời cũng rất nhiều diều nha. Đó mình review sơ cho các bạn thấy chưa? Thấy nhiều diều chưa? Diều nhỏ thì là núc núc ở trên nha. Có mấy con diều to thì diều đẹp thì nó ít thôi. Nó đông quá, mấy con diều lớn nó không có bay được bên này. Thì bên đối diện đây mình đang review này, thì mọi hôm mình đã quay cho các bạn xem rồi nha. Tí xíu nữa mình review xong bên này thì mình sẽ qua bên đó mình review cho các bạn xem nha. Bãi diều này thì nó hơi là gồ ghề một tí xíu, cho nên là mấy anh em chơi diều thì người ta ít qua. Tại vì hôm nay chủ nhật bên cái bãi diều nó đông quá, mấy con diều lớn này nó lên không được. Nó lên nó sợ đụng diều, nó rắt diều ấy, cho nên anh em sẽ qua bên này thả bên này cho nó đỡ diều nha. Đây là hai con diều rết này, mọi hôm mình đã review cho các bạn rồi nha. Bắt đầu nó lên này nha. Bên này thì có hai con diều, diều Doraemon, diều trẻ em mới này. Đây, hình như chú này chú trẻ em là phải đúng không các bạn? Các bạn nào biết đúng thì các bạn cho mình bình luận nha, còn không đúng thì cũng cảm ơn các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến vô bãi diều nha. Rồi, chúng ta đang tiến vô bãi diều đây. Đây một chú Doraemon và một chú trai em hả, hay là cái gì kìa, hay là cái gì đây, hay là cái gì? Chúng ta đi chậm chậm vô bãi diều nha. Mình cố gắng mình review hết cái cảnh thả diều cho các bạn nha. Đây là mấy cái con diều ống, được một con diều sứa này. Con diều sứa này nó đang kéo con diều ống lên này. Cố gắng mình review cho các bạn càng tốt nha. Pikachu. Diều Pikachu nha. Đuối. Diều con gấu gì? Đó, mấy con diều ở diều quay này. Cận mấy bầy diều. Nó hơi bể hướng bên này. Gió nó hơi xeo về hướng gió bên này. Đây đang kéo xuống. Này mẹ đây nè. Con này con diều thì ta diều gấu à? Diều gấu. Mặt tuộc. Mặt tuộc này à.
hai diều cá. À, mấy con diều nhỏ cơ nhá, diều nhỏ. Đây có chiếc. Ở bên này thì cũng rất đông mà cỏ nó không có được đẹp ha. Bên này bên bãi diều bên này cỏ nó hơi gồ ghề cho nên là chỉ có chủ nhật đông diều thì anh em người ta mới qua người ta thả diều thôi, còn ngày thường thì ở bên bãi diều bên kia nhá. Người ta ít qua bên này lắm. À, bạn thấy chưa? Các kiểu. Cái này là Mobita hả? Diều Mobita đúng không? Nói chung là mình không có rành mấy, có mấy cái bạn nhỏ thì diều rành, diều Mobita, Mobiem gì á. Thì ai biết thì hả? Con diều này diều kéo nhá. Nó sẽ kéo một chú Mobita và chú này chú Doraemon thì biết rồi. Doraemon mình sẽ kéo lên ha. Ở đây chú diều cá mập nhá. Diều cá mập này ở dưới là to lắm nhá. Đây có diều trắng này, đây có diều trắng, cá trắng này đẹp lắm. Cá trắng này tí xíu là buổi tối nó có đèn á, đèn led á, đẹp lắm. Con này chạm đất rồi. Cứ lên nó mon bị chạm đất. Yếu gió quá. Gió nó hơi đứng một cái, một là không có người này, nó bị hơi rớt nhá. Hơi rớt. Gió hơi yếu. Thả diều này không phải là cứ thả diều này cũng phải giật để cho gió nó lên chứ thả đi chơi đâu có được ha. Đó, nó lên rồi đó. À, cho con cá mập xuống đây. To phết không? To phết nha. Cận cảnh chú cá mập nha. Xuống là vừa rồi. Trời bây giờ hơn 6 giờ tối rồi. Nghỉ là được rồi. Đó, đang rớt xuống. Cứ rớt xuống là lên. Hai ha. Gió nó hơi đứng các bạn. Gió nó hơi đứng cho nên là đang Chết rồi. Rồi xong, rớt rồi. Đang rối vào nhau. Hai con diều đang rối vào nhau. Con diều cá sướn này đang rớt vào nhau. Gió đang đứng rồi. Có hiện tượng tất cả em diều đều xuống. Chết rồi, diều này cũng xuống rồi. Chú cá này cũng đang xuống. Gió nó đứng quá các bạn ạ. Gió nó đứng mấy con diều này là chịu không nổi nha các bạn. Nó mà đứng gió là cha con đang đua nhau nó xuống rồi. Cầu chờ cho gió lên thôi. Gió nó mà đứng nó gió lớn thì nó mới lên được. Chứ không có là xuống liền à. Ở dưới nó dài to. Đó phết rồi. Đang cá xuống không? Bạn thấy nhiều chưa? Lúc nhúc nhiều hay chưa? Bạn thấy chưa? Đó. Nhiều lắm. Đang thu vô. Rớt rồi. Rớt luôn. Rồi, em này vừa rớt luôn rồi. Rớt luôn, chịu không nổi rồi. Em này đang rớt luôn. Rồi, rớt luôn. Xong. Rớt hết. Mất gió rồi. Mất gió rồi, rớt hết rồi các bạn. Chỉ còn hai con thôi. Thôi để mình thấy quá chừng không.
Này, nguyên một bãi diều này. Đó, các bạn thấy chưa? Rớt hết rồi, không còn một con nào luôn. Chịu không nổi luôn. Đó, rớt hết. Kìa, tít ở dưới kia này, các bạn thấy chưa? Nào. Đó, cũng rớt luôn. Bây giờ chỉ còn nó đúng hai con này thôi. Còn hai con này đang ở trên bầu trời thôi, còn tất cả đều rớt hết rồi. Mấy con diều to rớt hết rồi. Còn mấy con diều kiến thôi. Đứng gió cái một nguyên một cái bầu trời của mình thảm thương luôn. À, cũng không một em nào hết. Sạch sẽ. Này, trên bầu trời còn mấy con diều kiến là diều nhỏ nhỏ thôi kìa. Mấy ông diều to là rớt hết rồi. Chịu không nổi. Các bạn thấy đông người không? Cái bãi diều này bãi diều phụ thôi nha. Còn cái bãi diều mọi hôm mình quay ở bên kia với đông người nữa. Tại vì nay hôm nay chủ nhật này. Hôm nay chủ nhật cho nên nó rất đông người. Đi ra đây thứ nhất là ngắm cảnh, thứ hai là ngắm diều. Rớt hết diều rồi các bạn ạ. Anh em đang cuốn diều lên rồi. Cũng hên là mình vừa ra mình review được một đoạn chứ đó các bạn thấy chưa? Bãi diều te tua hết luôn rồi. Không còn con nào. Toàn là những gương mặt chơi diều tiêu biểu. Đó, rớt hết. Đây, con này cũng đang trong quá trình rớt rồi này. Gió nó không có lên là bắt đầu là rớt hết xuống, mấy con diều khủng này mà không có là rớt ngay. Đang rớt rồi đó. Chịu không nổi nhá. Rớt hết rồi. Còn em cuối cùng của buổi chiều hôm nay không biết có trụ nổi hay không đây. Có nhiều khả năng là rớt. Chỉ cần gió đứng là nó rớt rồi nha các bạn nhé. Trời đẹp mà gió đứng thì nó cũng rớt. Rồi thấy chưa? Đuôi hơi bị rụm. Chịu không nổi. Đây, đang thu diều. Anh em thả diều đang thu hết vào thôi chứ giờ còn không còn cách nào nữa. Chịu thua đâu. Em diều cuối cùng của chúng ta cũng chịu không nổi. Đang xuống. Đang cố kéo lên đây mà chắc khả năng không nổi. Chết rồi, rồi xong rồi, rớt rồi. Không chịu nổi. Thôi. Máy bay luôn. Rớt luôn. Phù. Xong. Nhìn trên bầu trời coi, chả còn con nào hết. Chỉ còn được 2 3 con diều, 1 2 3 con diều cỏ thôi, diều cỏ thì nó bay được. Còn diều to là hết. Hết. Đang cố thả con này lên, không biết có lên nổi không. Không lên nổi nha các bạn. Không lên nổi. Không lên nổi. Sao? Hết gió rồi. Không có gió là thua ha. Giờ này đứng gió rồi là thua rồi. Không còn cách nào. Thôi, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi chiều hôm sau nha. Tại vì chiều hôm nay nó không có gió thì mọi người cũng chả làm cái gì được hả? Đang cuốn ba thầy. Rớt hết rồi. Các bạn nhìn đi bầu trời coi, không còn con nào hết. Rồi, cảm ơn các bạn thấy hay các bạn cho một like, một share nhé.